tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 8 ngày tới ở thượng nguồn sông Mekong và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Thời gian có mưa chủ yếu là về chiều tối. Mưa tập trung nhiều hơn trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4. Cục bộ có thể xảy ra mưa dông kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm phổ biến từ 24 đến 27 độ C, cao nhất vào ban ngày từ 32 đến 35 độ C. Đáng chú ý, mực nước các trạm trên dòng chính sông Mekong biến đổi chậm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,2 đến 1,7 mét. Còn mực nước trên sông Tiền và sông Hậu thì biến đổi chậm. Xu thế xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 4 năm 2021. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ nông nghiệp và dân sinh.